Ký túc xá của mình ở tầng 8, ở đây có nghĩa là phòng ký túc xá ở tầng 8. 我宿舍在八楼. 我宿舍在八楼. Bây giờ hãy nhắc lại, nhà ăn ở phòng 206 tầng 2, dùng từ tầng. 餐厅在2层206号. 餐厅在2层206号. Ký túc xá ở phòng 806 tầng 8, dùng từ lầu. 宿舍在八楼806号. 宿舍在八楼806号. Số 806. 806号. 806号. Số 206. 206号. 206号. Tầng 2. 2层. 2层. Tầng 8. 8楼. 8楼. Bạn chú ý ở đây từ tầng thường để chỉ những số tầng thấp, còn từ lầu thường chỉ những tầng từ 6 tầng trở lên. Hãy nhắc lại ở dưới nhà. 在楼下. 在楼下. Xe đạp của cậu ở dưới nhà à? 你的自行车在楼下吗? 你的自行车在楼下吗? Bây giờ hãy nghe từ chỗ để xe. 车棚. 车. 车. 棚. 棚. 车棚. 车棚. Trong bãi để xe. 车棚里. 车棚里. Hãy để ý từ lì trong trường hợp này có nghĩa là trong. Lì. Lì. Ở trong bãi để xe. 在车棚里. 在车棚里. Dưới nhà. 楼下. Trong bãi để xe dưới nhà. 楼下车棚里. 楼下车棚里. Xe của mình ở trong bãi để xe dưới nhà. 我的车在楼下车棚里. 我的车在楼下车棚里. Trong ký túc xá. 宿舍里. Trong phòng học. 教室里. Ở trong ký túc xá. 在宿舍里. Ở trong phòng học. 在教室里. Hãy nhắc lại ở trong bãi để xe dưới nhà. 在楼下车棚里. 在楼下车棚里. Không vấn đề gì. 没问题. 没问题. Đây là chìa khóa xe đạp. 这是自行车的钥匙. 这是自行车的钥匙. Đây là chìa khóa phòng học.
这是教室的钥匙。这是教室的钥匙。 Bây giờ hãy nghe từ phía sau. Hậu biên. Âm Hán Việt là hậu biên. Hậu. Hậu. Biên. Biên. Hậu biên. Hậu biên. Hãy nhắc lại. Bên cạnh. Tháng biên. Bên cạnh phòng học. Giáo sư旁边. 教室的旁边。